Dự án giải quyết ngập 10.000 tỷ đồng do tập đoàn Trung Nam làm chủ đầu tư dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm 2019. Mục tiêu của dự án nhằm kiểm soát ngập do thủy triều, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu vùng diện tích là 750 km2 với khoảng là 6,5 triệu dân thuộc khu bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm của thành phố. Công trình cũng được cho là giúp cho thành phố chủ động điều tiết hạ thấp mực nước ở các kênh rạch, cải thiện khả năng tiêu thoát nước đô thị và tạo cảnh quan môi trường cho khu vực. Dự án chống ngập tiếp tục thi công trở lại sẽ là một kỳ vọng rất lớn trong việc giải quyết tình trạng ngập thường xuyên xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh.